Xin chào tất cả các bác. Hai ngày vừa rồi thì em rất là bận, không có thời gian lên video và giao lưu cùng các bác được. Và ngày hôm nay thì bây giờ đã khá là muộn rồi. Bây giờ là 6 hay là 7 giờ tối rồi đây này. 6 giờ 32 phút rồi. Thì em mới về tới nhà. Lẽ ra thì không lên video nhưng mà hai hôm mà không gặp các bác là đã cảm thấy rất là nhớ rồi. Hôm nay thì em sẽ lại nán lại một chút thời gian. Trước khi về nhà thì em sẽ lại lên một cái video. Đây là một bộ dàn karaoke, các bác nhìn có điều gì khác lạ không ạ? Đây là một cái quả loa JBL và đây cũng là một quả loa JBL. Đấy, hai cái đều là loa JBL nhưng mà nó khác nhau, các bác nhé. Và em bật mí luôn các bác, không dài dòng nữa. Đây là một bộ karaoke mà khách từ Sơn La gửi về để em chỉnh lại. Đấy. Khách gửi về thì lại gửi chỉ có một cái loa này, một bộ mic và một con vang số. Gửi về có một loa thôi nên chính vì vậy thì sau khi mà em căn cái đáp tuyến của loa này xong, em căn đường mic xong, đấy, thì em phải mượn thêm một cái loa kia nữa để em phóng nó lên, tránh cái trường hợp về nó cộng hưởng. Tất nhiên nó không đạt nhưng nó cũng giảm tối đa cái việc đó. Và bây giờ thì nếu mà thử thì em sẽ chỉ thử một loa thôi, còn một loa thì em để lại. Đây là của ông Thường, ông ở trên thành phố Sơn La. Những ngày vừa rồi thì cũng rất là bận, cũng không làm được cho ông, và ngày hôm nay thì mới làm cho ông thôi. Ông hết sức thông cảm vì cháu rất là bận hai ngày vừa rồi, không bây giờ thì mới về tới nhà 6:30 rồi, nhưng mà sẽ tranh thủ để lên cái video này. Còn nó con đẩy này là con đẩy em đang chạy, con đẩy standard, hàng chính hãng của standard 1.0 600W một kênh. Và cái con vang số kia là ngày trước, cái con vang số kia là của nó khá là hay đấy, của nó là chạy nó như năm đấy, nó rất là hay. Và một con mic AB đấy, nguyên cái bộ đấy. Bác gửi về, ông gửi về nhưng mà không gửi về 2-3 hôm rồi, nay mới chỉnh được. Bây giờ thì cháu sẽ hát cho ông nghe một đoạn karaoke bằng cái một loa của ông thôi nhé. Bằng một loa thôi. Và các bác cùng nghe cái chất âm như thế này. Và một số bác nữa thì hết sức là thông cảm. Vì hai ngày vừa rồi em đi rất là nhiều, nên em chưa thể làm dàn để gửi cho các bác được. Thì các bác hết sức thông cảm. Đã là tiền đối với em. Các bác đã là tiền thì các bác không lo một cái điều gì cả. Không sợ mất và hàng hóa sẽ làm cho các bác cẩn thận nhé. Bây giờ tiếp theo thì sẽ đến cái đoạn karaoke này. Em sẽ hát một đoạn karaoke để cho ông về nghe nhé. Lập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếng mic thì để rất là to, tiếng nhạc để rất là to luôn đấy. Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi, đời còn giờ đây đang còn lênh đênh, đèo cao gió lộng ngày đêm bạc ngàn, áo trận sơn vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mênh mang. Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, và đây đã bao xuân rồi trôi qua, giờ ở đây chắc mẹ da tóc bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhớ cậy vào tay ai. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân, thoáng mùi hoa nở đâu đây, nghe lòng lạc loài chơi vơi. Khi xưa những ngày binh lửa chưa gian, bên hồng quấy quần bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Đấy,
bác vừa nghe một đoạn karaoke thì các bác thấy rằng là cái đèn bên này nó nháy đúng không ạ? Và cái đèn bên này nó không nháy, tức là em chỉ chạy có một cái loa này thôi, còn cái loa này không chạy nhá. Đấy thì ông ở trên thành phố Sơn La nhưng mà ông bảo là ở đó người ta chỉnh không được, thì ông gửi về đây em chỉnh lại. Và đấy ông hãy nghe một cái loa của ông nó phát ra, đây là một cái loa thôi. Đấy. Còn nếu hai cái loa thì sẽ tiếng mic nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy. Đây là một cái, còn nếu bật cả cái kia thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà để mà làm cho một cách công bằng và công khai thì mình làm một loa thôi. Đối với em thì em làm như vậy các bác nhé. Rất nhiều anh em bạn bè thì có bảo em là sao mày không làm như chúng nó, mày làm cái một cái mic thu âm hoặc là mày thu bằng dây lai các bạn ạ, để cho người ta nghe, người ta không biết đâu, người ta nghe thế thì người ta tưởng hay. Nhưng mà không, tôi không làm thế. Với quan điểm của tôi là tôi thu thẳng trực tiếp bằng điện thoại, nghe bình thường nhưng về nó sẽ thấy hay hơn. Còn nếu mà các bác nghe dây lai thì rất nhiều đơn vị làm dây lai các bác nhé, các bác nghe kỹ, các bác phải thấy không có cái gì mà nó quá sắc nét, nó như thế được đâu. À, phải tập mà nghe vào, đừng có lẫn rồi lại mua nhầm, nghe thì nó thu hay thế, về thì không phải đâu. Còn đối với em, một cái điện thoại bác nhìn đây đấy, không có một cái gì nhá, nhìn đấy chưa, bác nhìn đâu đấy, ăn thật nói thẳng luôn. Xin cảm ơn ông đã tin tưởng. Và bác nào có nhu cầu sử dụng về dàn karaoke thì liên hệ trực tiếp với Thanh Trúc. Thời điểm này đang cấm biên và hàng đang rất là khan. Em cũng vắng số, em hình như còn có hơn chục con, cố gắng mà xoay chuyển trong vòng tháng này. Còn không biết là tình hình dịch bệnh bên Trung Quốc nó ổn không, nếu không ổn là cũng đau đầu đấy. Còn một hai bác nữa thì hết sức thông cảm cho em. Em sẽ làm và sẽ chuyển cho các bác trong ngày mai, sớm nhất là ngày mai đấy, hoặc là ngày kia. Vì mấy ngày vừa rồi thì em đi khá là nhiều. Và một số bác nữa thì đang bảo em đến tận nhà chỉnh vang số và lắp thêm vang số. Thì các bác cũng hết sức thông cảm vì em đang rất là bận, em chưa đi kịp. Thì sẽ trong tuần này hoặc tuần sau các bác nhé. Các bác lưu ý giúp em. Xin cảm ơn ông và cảm ơn tất cả các bác. Bác nào có nhu cầu sử dụng về dàn karaoke thì liên hệ trực tiếp với Thanh Trúc nhé. Chúng ta mua dàn karaoke về mùa này là rất là hợp lý rồi. Nó rảnh rỗi thời gian, mình làm sẽ được chuẩn hơn, kỹ hơn và chất lượng hơn. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.